Tập 7. Chủ nhiệm gì? Bệnh nhân sao rồi? Có nhịp tim rồi. Bao nhiêu? 178. Huyết áp là 72/42. Đã dùng thuốc gì rồi? Đã tiêm 2 mũi Coradone. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở chỗ chờ khám rồi mất ý thức, sau đó xuất hiện rối loạn nhịp tim ác tính. Tôi nghi ngờ là thuyên tắc mạch vành. Nói tiếp đi, phải làm thế nào? Nếu không thông tắc sẽ rất nguy hiểm. Cách nhanh nhất để mở rộng mạch vành là phẫu thuật can thiệp mạch vành. Tại sao bệnh nhân đến khám bệnh thế? Bệnh nhân ở nhà cắt trúng phải tay, sau đó bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Lúc nãy ai hỏi tình trạng từ người nhà? Là tôi. Gọi người nhà vào đi. Vâng. Chủ nhiệm, người nhà đến rồi. Anh hai, vết khâu trên bụng từ đâu mà có? Anh ấy từng mổ ruột thừa. Mổ khi nào? Tuần trước. À không phải, tuần trước nữa. Có bị cao huyết áp hay tiểu đường không? Huyết áp hơi cao, không bị tiểu đường. Đưa cô ấy ra ngoài, rồi ký giấy báo bệnh nguy kịch. Vâng, giấy báo bệnh nguy kịch. Không sao, chị ấy nói nghe hơi sợ thôi. Có nghiêm trọng không bác sĩ? Châu Triết, báo cho khoa tim mạch, tiến hành hội chẩn. Lát nữa chuyển bệnh nhân đến khoa cấp cứu. Dân. Lúc nãy cô nói gì? Thông tắc. Tôi không biết. Anh ấy mới làm phẫu thuật. Cô là người mới của khoa ngoại thần kinh đúng không? Tốt xấu gì Thiệu Vũ Hàn cũng đã dẫn dắt cô vào đây. Chuyện đơn giản như hỏi han mà anh ấy cũng không dạy cô tử tế à? Tình trạng này mà cô cho thông tắc, nếu xuất huyết ồ ạt thì phải làm sao? Xin lỗi chủ nhiệm vệ. Ra ngoài đi, đừng ở đây cản trở tôi. Chào cô, đồ ăn sáng KFC đi. Ai gọi đồ ăn thế? Anh gọi à? Anh gọi hả? Không, không phải hả? Tôi nói này, bệnh nhân, giao cho cô nhé. Được, được, tôi để phần cho anh, không thành vấn đề. Nghiên Sang, uống cà phê đi. Khách sáo thế, bác sĩ giả. Còn mời tôi ăn sáng nữa. Mẹ khai đặt đấy, ai cũng có. Ở đây còn có bánh, panini và cháo. Cô muốn ăn gì? Cho tôi panini đi. Được, đây, panini. Cảm ơn anh. Mẹ Kha tốt bụng thế. Thật không nỡ để cậu ấy đi mà. Chúng ta sẽ nghĩ cách dành mẹ Kha về. Đừng quá sức. Chú ý làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Được. Mẹ Kha, bệnh nhân kia sao rồi? Ổn rồi, đã băng bó xong và chuyển đến khoa tim mạch. Được, Châu Triết, giới thiệu với anh, bác sĩ mới đến Mẹ Kha. Đây là đàn anh của chúng ta, Châu Triết. Đàn anh gì chứ? Chỉ là các bước vào bể khổ sớm hơn các cậu mấy năm thôi. Sau này, mong anh Châu chỉ bảo nhiều hơn. Nhất định rồi, mình là đồng nghiệp mà. Đừng khách sáo, tôi đi nhé. Cảm ơn anh. Vâng, yên tâm đi, con người anh ấy rất tốt, thường xuyên quan tâm bọn tôi lắm. Trần Tiểu Yên, Mễ Kha, người này chưa gặp đúng không? Chị đại Phùng Mạn Mạn, y tá cấp cứu. Chào cô, biết cậu ấy chứ? Đương nhiên, không ngờ cậu lại đến đây với chúng tôi. Bác sĩ Mễ, chúng tôi nghe nói đến danh tiếng của cô lâu rồi. Tiếng xấu của tôi đồn xa thế à? Bọn tôi đi làm việc đây. Tạm biệt, tạm biệt. Có phải cậu cảm thấy chủ nhiệm dạy nói chuyện rất sắt đá, không nể nang đúng không? Không sao, lúc bọn tôi mới đến có mấy ai mà không bị mắng đâu. Tới giờ đổi ca rồi, tôi đi ăn đi. Vậy cậu cẩn thận. Tạm biệt, tạm biệt. Tôi bị điều đến khoa cấp cứu rồi. Tiểu siêu hồi phục thế nào? Sau này tiểu siêu nên chú ý hồi phục chức năng vận động. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org.
Chỗ này mô phỏng công xưởng gia công vàng. Tiếp theo, mọi người sẽ rút thăm. Ở hiện trường có 4 tên cướp. Rút được thẻ đỏ thì tiêu diệt tên cướp màu đỏ. Rút được thẻ xanh thì tiêu diệt tên cướp màu xanh. Thử thách này kiểm tra năng lực ứng biến của các cậu trong điều kiện trời tối, rõ chưa? Rõ. Nào, rút thăm đi. Cảm ơn. Không có gì ạ. Cảm ơn. Không sánh được với cà phê Boston, anh dùng tạm đi. Mời anh uống cà phê, đạo khách thành chủ. Anh còn dám kén chọn sao? Anh về nước thì xem là khách à? Đúng rồi. Mẹ Kha mới được điều đến khoa cấp cứu các em. Biểu hiện thế nào? Đi thẳng vào vấn đề luôn nhỉ? Xem ra cô gái này là đồ đệ cưng của anh rồi. Nghe giọng điệu này, nhìn biểu cảm này, chẳng phải rất hài lòng sao? Con người em trước giờ ăn ngay nói thẳng. Hôm nay cô ấy lần đầu trình diện mà suýt nữa gây họa. Thanh niên bây giờ đều sốc nổi như thế à? Trẻ người non dạ mà, thế nên mới cần em dạy dỗ. Chuyện của cô ấy em có nghe nói lại. Anh muốn giữ cô ấy ở khoa ngoại thần kinh thì đâu có khó. Thật ra cô gái này có nền tảng tốt, nhưng phải cho cô ấy đón nhận thử thách thì mới trưởng thành được. Em cũng biết khoa cấp cứu là nơi bận nhất, thích hợp để rèn luyện nhất trong bệnh viện. Mỗi ngày có mô hình dạng trạng bệnh nhân và người nhà, còn có đủ tình huống bất ngờ. Trong môi trường như thế, nếu cô ấy có thể là một bác sĩ giỏi, sau này khi gặp các tình huống khác thì có thể tự tin đối phó. Hơn nữa, có một người thầy giỏi như em dẫn dắt, chẳng phải là phúc của cô ấy sao? Anh bỏ công bỏ sức bảo vệ người ta nhỉ? Đúng rồi, cho anh này. Buổi giao lưu phẫu thuật quốc tế từ xa. Anh còn đeo cái đồng hồ đó à? Quen rồi. Đây là thiệp mời hội thảo giao lưu phẫu thuật quốc tế từ xa. Một người bạn của em khởi nghiệp đang hoạt động trong mảng này. Cậu ấy nhờ em mời một số khách mời hàng đầu. Làm phiền anh rồi. Nghe nói trong giới giải trí, cái này gọi là tạo thanh thế cho người khác. Tạo thanh thế? Cái gì vậy chứ? Tới giờ anh vẫn độc thân à? Thật ra năm đó anh và Giao Giao sắp làm phẫu thuật rồi, anh phải đi chuẩn bị. Cà phê ở đây ngon hơn ở Boston. Lần sau anh mời em. Quên mất. Cảm ơn. Cầm đi. Không muốn tạo thanh thế giúp em đâu. Tạm biệt. Tim tĩnh mạch, dị ứng penicillin. Ngủ sớm đi. Gửi cái ơn liệu có hơi quá không nhỉ? Hoa hồng có vẻ không hay lắm thì phải. Gửi mặt cười ngờ nghệch cũng không ổn. Giọng điệu ngủ sớm đi này liệu có thân mật quá không? Mấy người ở bệnh viện đều có quy chát của mình, nhìn thấy thì không hay ho cho lắm. Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. Mỗi người báo cáo công việc của mình đi. Dạo này mọi người vất vả rồi, phải tiếp tục cố gắng hơn nhé. Chào chị. Có biết bây giờ mấy giờ không? Giờ làm ca sáng là 7 giờ. Bây giờ là 6 giờ 55 phút.
Quy tắc của tôi là đến trước 10 phút, là bác sĩ không được đến sát giờ. Dưới tay tôi 1 giây cũng chia làm 10 để tính được. Sau này tôi sẽ chú ý. Vào cuộc họp buổi sáng thôi. Mỗi người báo cáo công việc đi. Bệnh nhân ở phòng theo dõi đã ổn định. Chỉ có ông cụ cấp cứu hôm qua khá phiền phức, hơn 70 tuổi, gãy xương do tai nạn xe. Còn có những biến chứng khác. Khoa xương khớp có giường sẽ chuyển sang ngay. Nhưng phần suất tống máu tim của máy không ổn lắm. Tuy đã kiểm soát được nhưng cần theo dõi sát sao. Mau báo cáo cho khoa xương khớp làm hội chẩn. Dân, chỗ tôi có một đứa bé mới đến tối qua, cãi nhau với bố mẹ, rồi dùng điện thoại đập vỡ kính, tay bị thương nặng, sợ nhiễm trùng nên vẫn đang truyền dịch. Trẻ con bây giờ ngang bướng thật. Bố mẹ không cho nghịch điện thoại nên mới cãi nhau. Mẹ Kha mới đến đúng không? Dân, cô có ý kiến với gì? Bị điều đến khoa ngoại cấp cứu à? Không ạ. Rất thất vọng, rất khó khăn, đúng không? Tôi hiểu. Bác sĩ trẻ hầu như không muốn đến khoa cấp cứu, nhất là khoa ngoại cấp cứu. Tốc độ làm việc khẩn trương, nhiều việc nặng. Cô từ khoa ngoại thần kinh đến, chênh lệch tương đối lớn. Việc ở khoa cấp cứu không yêu cầu kỹ thuật cao như khoa ngoại thần kinh, nhưng nó không phải nơi dành cho người nhàn rỗi. Không muốn ở lại thì cứ nói với tôi. Chủ nhiệm dạy, tôi không phải người nhàn rỗi, tôi sẽ chăm chỉ học hỏi. Thế thì tốt. Đi theo Châu Triết, quan sát, học hỏi nhiều vào, đừng tự ý quyết định như hôm qua. Tôi hiểu rồi. Điều chỉnh lại tâm trạng, coi như bây giờ đang thực tập. Chủ nhiệm dạy, thực ra năng lực của Mễ Kha rất giỏi. Hôm qua cô ấy gì? Giải tán. Nhìn thấy chưa? Diệt tuyệt, đúng là diệt tuyệt. Không cho người ta nói hết câu. Cậu còn nói xấu chủ nhiệm về, tôi sẽ ghi lại hết không sót một chữ. Ai nói? Không nghe thấy. Ai nói thế? Thật ra chủ nhiệm về bảo cô đi theo học cũng là chiếu cố người mới đến, cần phải thích ứng. Tôi hiểu rồi anh Châu. Ăn sáng đi đã, lát nữa phải đứng cả ngày đấy. Dân. Vẫn là cà phê, quẩy, sữa đậu nành, cả bánh tráng nữa, đúng đúng. Đội trưởng ra ngoài à? Đội trưởng Hình, được, cứ thế đi. Đội trưởng Hình, ra ngoài à? Đội trưởng Hình, ừ. Khắc Lũy, đội trưởng Hách, huấn luyện đặc biệt, hoàn thành rất tốt. Đội cảnh sát của tỉnh bạn đã gửi thư cảm ơn. Tối cậu đến nhà tôi mời cậu uống rượu, bảo chị giao cậu làm mấy món. Để hôm khác đi, có gì gà? Tôi phải đến bệnh viện thăm Tiểu Siêu. Thế à? Cứ phải đi trong hôm nay sao? Hơn nữa, thăm Tiểu Siêu cần cả ngày à? Để hôm khác tôi mời. Hôm khác tôi mời anh, tạm biệt. Cái thằng nhóc này. Mễ Kha, ngồi đây đi. Nghi Sang kìa, ăn xong rồi à? Nghi Sang, ăn xong rồi à? Sao giờ hai người mới đến ăn cơm? Sao thế? Hôm nay mới sáng ra bọn tôi nhận một ca tai nạn xe, cấp cứu cho 4 người. Cô ấy mệt đến nỗi không còn sức ăn cơm. Vậy mau ăn đi. Chiều có buổi khám bệnh của chủ nhiệm Thiệu, mình phải đi đây. Tạm biệt, tôi cũng ăn xong rồi. Đúng rồi Mễ Kha, cảm ơn nhé. Cô cũng khách sáo thật đấy. Lúc nào cũng tặng bữa sáng và cà phê. Bọn tôi thấy ngại lắm. Hôm khác tôi mời cô ăn cơm. Ăn thông thả nhé. Là sao? Cậu không biết à? Không biết. Vậy tôi lại càng không biết. Anh à, hai chúng ta là mắt ai không được tốt thế? Anh ơi, anh bị sao thế? Trong đội xảy ra chuyện gì à? Trong đội làm sao có chuyện gì được? Chuyện là bác sĩ Mỹ dạo này bận gì thế? Bảo cô ấy báo cáo tình hình của cậu mà cô ấy không nhắn tin cho tôi. Tất cả là tại tôi. Bác sĩ Mễ bị điều đến khoa cấp cứu rồi. Khoa cấp cứu?
Chuyện khi nào vậy? Sau hôm xảy ra chuyện đó là bị điều đi ngay. Bệnh nhân giường số 16 muốn thao ống dẫn đường mũi, đã mấy lần tự rút ống dạ dày. Y tá rất đau đầu, tôi đã kiểm tra cho anh ta. Về cơ bản đã khống chế được phù não, ăn thức ăn lỏng chắc không có vấn đề gì. Tình hình Cảnh Tiểu Siêu thế nào? Sau khi rút ống dẫn, anh ấy hồi phục rất tốt, cũng không có biến chứng như sốt. Cứ tiến triển thế này, có thể sắp xếp tuần sau ra viện. Tốt, trước khi ra viện cho cậu ấy làm kiểm tra động tác. Dân, chủ nhiệm Thiệu, mấy bệnh nhân này đều do Mễ Kha chăm sóc. Họ hỏi khi nào Mễ Kha về. Cô không cần xin xỏ giúp cô ấy. Điều động nhân sự là chuyện đã được quyết định. Vậy tôi ra ngoài đi. Sĩ quan Hình, bác sĩ Thiệu, tìm tôi có việc gì à? Tôi nghe nói Mễ Kha bị điều tới khoa cấp cứu. Tôi nghĩ chuyện này có hiểu lầm, tôi muốn giải thích. Nếu hôm nay cậu đến để hỏi bệnh tình của Cảnh Tiểu Siêu, tôi sẽ trả lời đúng sự thật. Nhưng nếu là điều động nhân sự của khoa tôi thì xin lỗi, không thể tiết lộ. Là điều động nhân sự hay trừng phạt, tôi không hề thấy mối liên hệ nào giữa hai chuyện này. Lúc này mà bố trí như thế thì chẳng khác nào nói với mọi người Mễ Kha làm sai. Mễ Kha, lúc nãy mình thấy sĩ quan Hình đến phòng chủ nhiệm Thiệu, khí thế hùng hổ lắm. Anh ấy tìm chủ nhiệm Thiệu làm gì? Chắc là vì chuyện của cậu. Chỉ đứng trên lập trường của cậu để phán đoán một việc đúng hay sai, có hợp lý không? Tôi không đến để tranh luận lập trường với anh. Tôi chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ. Với tư cách là một đương sự, tình hình lúc đó quả thực người nhà của bệnh nhân đẩy Mễ Kha trước, cho nên bác sĩ Mễ không hề sai. Ngược lại tôi cảm thấy cô ấy rất có trách nhiệm với bệnh nhân, và điều này đáng được khẳng định. Tôi thừa nhận cảm xúc của tôi khi đó hơi kích động, nhưng Tiểu Siêu là cấp dưới của tôi. Dù xảy ra chuyện gì, tôi phải bảo vệ cậu ấy. Mễ Kha cũng là cấp dưới của anh. Anh không thể vì cộng đồng mạng, vì khiếu nại của người nhà bệnh nhân mà phạt cô ấy như thế. Được. Vậy giờ tôi nói cho cậu biết, sử dụng nhân sự ra sao, tôi đã có suy nghĩ kỹ càng. Khoa cấp cứu cần người. Mễ Kha là nhân viên y tế có trách nhiệm và kỹ thuật tốt. Tôi đồng ý cho cô ấy đi là phù hợp với quy định. Anh cũng biết cô ấy có lòng tự trọng rất cao, khoa thần kinh quan trọng với cô ấy. Tôi biết. Mễ Kha bảo cậu đến xin giúp cô ấy, đúng không? Được rồi, anh đừng nói nữa được không? Chủ nhiệm Thiệu, chuyện của tôi không cần anh ấy lo. Suy nghĩ của anh ấy cũng không đại diện cho suy nghĩ của tôi. Tôi sẽ làm việc thật tốt ở khoa cấp cứu. Cậu nói không sai. Mễ Kha là cô gái có lòng tự trọng cao. Bây giờ cậu làm như thế chỉ khiến cô ấy càng buồn hơn. Sao anh lại tự ý gặp cấp trên của tôi thế, can thiệp vào công việc của tôi? Tôi chỉ muốn nói rõ thôi, chuyện này vốn dĩ không phải tại cô mà. Anh không còn là huấn luyện của tôi nữa. Tôi đã tốt nghiệp rồi, nên anh đừng xen vào việc của tôi. Tôi chỉ muốn thanh minh giúp cô. Tôi làm sai cái gì mà cần thanh minh? Giờ tôi đã ở phòng cấp cứu rồi. Chuyện này vốn đã qua. Giờ anh nói thế lại bị đào lên. Mấy hôm nay tôi có nhiệm vụ, tôi thực sự không biết chuyện ra nông nổi này. Xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho cô. Sau này tôi không ở đây nữa. Tiểu Siêu cũng không thuộc quản lý của tôi nữa. Chúng ta cũng ít liên lạc thôi. Chúng ta đụng mặt chẳng có gì tốt đẹp cả. Mễ Kha, mệt rồi phải không? Mới chỉ là bắt đầu thôi.
Tối qua nghỉ ngơi không đủ. Thực ra làm việc ở phòng cấp cứu, áp lực công việc ban đầu rất đáng sợ. Từ từ sẽ quen thôi. Cứ từ từ. Băng keo. Băng keo. Băng keo. Nào, đưa tôi đi. Được rồi, hai hôm sau đến thay băng. Đừng để dính nước. Cảm ơn bác sĩ. Mễ Kha, cô sao thế? Không có gì. Bác sĩ Châu, anh mau xem. Bé trai này đau mắt, cứ khóc suốt thôi. Không biết có phải bị vật nhọn đâm vào không nữa. Khoa mắt về rồi, nhưng phòng cấp cứu lại không có khoa mắt. Để tôi khám cho cậu bé. Tôi vừa mới khám rồi. Cậu bé không cho ai xem cả. Bác sĩ, anh nghĩ cách đi. Mắt của trẻ quan trọng lắm. Hỏng rồi là tiêu. Yên tâm đi. Nào, bạn nhỏ, cho chú xem một chút nhé. Cho tôi hỏi, cậu bé đã động vào cái gì, bị đau bao lâu rồi? Thằng bé được bà nội chăm, hỏi ra mới biết. Nó hay chớp mắt dụi mắt, bây giờ cứ bị chảy nước mắt, rồi sưng húp lên. Tôi nghĩ cậu bé không phải bị dị vật rơi vào mắt đâu. Anh Châu, anh cho tôi khám được không? Được chứ, nào, cô khám đi. Con yêu nghe lời nhé. Bạn nhỏ, chị có cách làm mắt em không đau nữa. Em cho chị xem được không? Vậy em thích mi nhân hay là bếp ba bít? Mi nhân. Cậu bé bị lông mi quặp. Có phải bà cụ chăm cháu không để ý không? Ra là thế. Tôi cứ tưởng nó nghịch ngợm, dùng tay bẩn dụi mắt mới thành ra như vậy. Nhưng hình như bây giờ đã thành viêm kết mạc nên rất khó chịu. Thế này đi, ta nhổ lông mi quặp ra trước, mai chị đến khoa mắt khám, kê thuốc khám viêm là được. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Người đẹp, đi xe không? Bác sĩ Mễ, trùng hợp vậy. Tôi tình cờ đi ngang qua. Muộn thế này rồi, hay là để tôi chở cô nhé. Buổi tối đi xe đạp không an toàn đâu. Nhưng tôi thấy mỗi lần gặp anh lại càng không an toàn. Hay là cô lái xe của tôi đi. Cũng được. Địa chỉ số 335 đường Đức Toàn. Được. Không cần định vị à? Tôi chính là định vị. À, nước có ga của tôi vừa mua đấy. Không đường, mùi vị cũng ngon. Cô uống không? Bình thường một mình anh uống 2 chai à? Tôi định mang về nhà. Buổi tối uống. Cô quen việc ở khoa cấp cứu chưa? Quen rồi. Cũng đâu có huấn luyện gì. Suốt ngày giám sát, hung dữ với tôi như anh. Có gì mà không quen chứ?
Cô ở xa thế sao lại đi xe đạp? Chẳng phải anh nói bác sĩ cũng cần có cơ thể khỏe mạnh à? Tôi có thể chợp mắt một lúc không? Tôi hơi buồn ngủ. Đến rồi à? Đến từ nãy giờ rồi đúng không? Phải. Xin lỗi, tôi ngủ quên. Sao tôi ngủ say thế nhỉ? Y như lợn chết vậy. Ý thức an toàn của cô kém thật đấy. Phụ nữ độc thân đi taxi, lại còn là xe đặt trên mạng, thì tuyệt đối không được ngủ. Sao anh biết tôi độc thân? Muộn thế này rồi mà bạn trai không đến đón cô về. Nếu có thì cũng chia tay rồi. Lỡ bạn trai tôi cũng là cảnh sát đặc nhiệm, bận rộn như anh, đi làm nhiệm vụ thì sao? Bác Tài phải lái xe về. Nhớ cho tôi 5 sao nhé. Cho anh thêm cờ, được chứ? Cảm ơn. Nếu tăng lực của cô có cần nữa không? Sau này chúng ta tránh xa nhau sẽ an toàn hơn. Cảm ơn anh. Mễ Kha, cậu làm ca ngày mà. Giờ mới 6:20, chưa đến thời gian giao ca mà. Đến sớm làm quen với bệnh án, để tránh lại bị mắng. Tôi mà giác ngộ như cậu cũng không bị mắng nhiều như thế. Lúc nãy có một bệnh nhân bị thương ở đầu, đã được đưa đến khoa thần kinh. Tôi còn chưa đi lấy báo cáo. Cậu giao ca đi, để tôi đi lấy báo cáo giúp cậu. Cảm ơn. Chào bác sĩ Mễ. Chào. Nghiêng sang. Mễ Kha, sao cậu lại đến đây? Báo cáo của một bệnh nhân chuyển đến khoa thần kinh hôm qua, cần ký tên. Ở khoa cấp cứu có quen không? Cậu không đi xin chủ nhiệm Thiệu à? Không cần. Mễ Kha, chúng tôi hiểu cho tâm trạng của cô. Với cả, cô mời bọn tôi nhiều bữa sáng và cà phê như thế, bọn tôi sẽ không khoanh tay làm ngơ đâu. Một khi có cơ hội, bọn tôi sẽ tỉ tê bên tai chủ nhiệm. Đúng, khi nào em chuyện rồi, chủ nhiệm thì mở lời, thì cô sẽ được về thôi. Đúng vậy, bữa sáng với cà phê gì? Là cô đặt còn gì? Ngày nào cũng giao đến đúng giờ, bên trên còn viết tên cô nữa. Mễ Kha, cô đặt 1-2 ngày đã đành. Ngày nào cũng đặt như thế, tốn kém quá. Chào các anh, đồ ăn sáng của cô Mễ đây. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Cái này sao? Lại còn diễn. Mễ Kha, khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Nhân Tâm. Để tôi đi hỏi xem sao. Anh gì ơi, đợi chút, đợi chút. Cái này là ai đặt vậy?
Xin lỗi, chúng tôi không xem được thông tin cụ thể của khách hàng. Cùng một người đặt sao? Đúng vậy, đều là cô mẹ đặt. Anh gọi vào số của tổng đài giúp tôi được không? Tôi muốn hỏi thử. Tôi nghĩ chắc có nhầm lẫn gì rồi. Thế à? Giang Ba, mấy buổi tối này sẽ có kiểm tra vận chuyển hàng cấm. Ta chủ yếu phụ trách trạm thu phí đường cao tốc Vành Đai. Cậu lên danh sách đi. Được. Alo. Alo. Bác sĩ Mỹ. Sĩ quan hình. Sao thế? Chuyện là buổi sáng mỗi ngày là anh đặt à? Là đội chúng tôi cùng đặt cho các cô. Mọi người chăm sóc tiểu siêu rất vất vả, nên có đặt bữa sáng và cà phê. Ăn mấy thứ này không vi phạm kỷ luật chứ? Cái đó, cảm ơn anh. Vậy để tôi giải thích với mọi người, để mọi người đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Không có gì, chỉ là chăm sóc tiểu siêu là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi, đúng chứ? Tôi đã mua rất nhiều món. À không phải, chúng tôi đã mua rất nhiều món. Bữa sáng có ngon không? Tôi còn chưa ăn. Tôi đến khoa cấp cứu rồi mà. Hôm nay lên lầu, đúng lúc gặp giao hàng, mới biết có chuyện tốt này. Chưa ăn? Chưa ăn miếng nào à? Nhưng cảm ơn anh nhé. Tôi đi làm đây, tạm biệt. Sao mà mặt ủ mày ê thế? Không có gì. Chủ nhiệm Vệ, thường ngày mẹ Kha luyện tay như thế quen rồi. Không phải cô ấy muốn về khoa thần kinh đâu. Muốn về khoa thần kinh cũng không sao. Kỹ năng cơ bản là vốn liếng của bác sĩ. Còn cậu, thường ngày rảnh rỗi thì làm gì? Tôi là Thiệu Vũ Hàn, lùi giờ mổ của Liễu Đình xuống 2 giờ chiều. Ừ, đúng rồi. Được. Vào đi. Gì thế? Chủ nhiệm Thiệu, tôi thấy sáng nào anh cũng chỉ uống sữa. Chắc là không quen ăn bữa sáng ở căng tin, nên đã làm cho anh một ít đồ ăn nhẹ. Cảm ơn nhé, tôi ăn sáng ở nhà rồi. Còn việc gì không? Tôi có bài viết muốn nhờ anh xem giúp. Tôi muốn đăng lên tạp chí chuyên ngành. Các ca bệnh nhắc đến trong ngày, cô từng tiếp xúc qua chưa? Chưa. Chưa. Thế sao lại viết? Vì trong nước không có bài viết hay sách nghiên cứu về bệnh này, nên tôi nghĩ có lẽ ý nghĩa học thuật rất lớn. Tôi đã tìm đọc vài bài tiếng Anh. Bất cứ nghiên cứu nào đều phải được xây dựng dựa trên nền tảng thực tiễn. Y học không phải là khoa học diễn dông, đúng không? Tôi biết đăng bài viết lên tạp chí chuyên ngành có lợi cho việc đánh giá chức vụ của cô. Nhưng điều tôi muốn nói là, nếu không biết làm sao để trở thành bác sĩ giỏi, vậy dù cô có được chức vụ gì đi nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Dân chủ nhiệm Thiệu. Còn bữa sáng nhẹ của cô nữa. Bố. Sao lại nôn ra đây chứ? Đưa ông ấy vào nhà vệ sinh đi. Xin lỗi, bận quá đi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, làm ơn cho qua. Cô lao công sẽ đến ngay. Bệnh nhân sao thế? Bác sĩ, bố tôi bị nôn, nên tôi đưa tới bệnh viện. Không lấy được số khám thường, nên tôi đi sang khoa cấp cứu. Cô xem, chúng tôi có cần lấy số khoa nội không? Ông ơi, ông sao thế? Ông thấy đau chỗ nào? Bố tôi bị Alzheimer, không nói được. Chắc là bị ăn gì đau bụng, nên nôn ra mấy lần. Toàn là phun ra. Phun ra? Đúng. Dạo này ông ấy có hoạt động ở ngoài hay bị thương gì không? Không có.
Chỉ là có thể là lúc trước chúng tôi không để ý nên ông xuống dưới đi dạo. Nhưng hôm nay chúng tôi đã chăm sóc cẩn thận. Chăm sóc cẩn thận. Đau. Tôi nghĩ ông ấy bị thương được một thời gian rồi. Ông ấy cần chụp CT phần đầu. Anh đi lấy đơn đi. Bác sĩ, bố tôi bị nôn mà. Chỉ là viêm dạ dày đường ruột. Thì sao phải chụp CT? Nôn mửa không nhất định là do đau bụng. Tôi nghi ngờ bố anh trước đó bị ngã, đầu bị da đập. Nhưng ông ấy không nói với anh, cũng không thể nói được. Cảm ơn. Vậy cô sẽ giúp tôi trước đi. Đi, nào. Đo điện tâm đồ. Ông ơi. Ông ơi, ông phải tỉnh táo, đừng ngủ. Tôi nghĩ ông ấy bị thương lâu rồi. Máu tụ ngày càng lớn mới gây ra tình trạng hôm nay. Chủ nhiệm vậy, chị xem bệnh nhân này đi. Lúc nãy ông ấy bị nôn trong phòng chờ khám. Đồng tử không đồng đều, ý thức cũng không tỉnh táo, giống như triệu chứng tụ máu dưới màng cứng. Người nhà bệnh nhân không nói tình trạng gì sao? Ông cụ không nói rõ được. Người nhà bệnh nhân nói một mình ông đi ra ngoài bị thương mà không ai phát hiện. Chụp CT rồi báo cho khoa thần kinh hội chẩn. Dân để tôi. Xuống xe. Làm việc xuất trình giấy tờ tùy thân. Cảm ơn. Đội trưởng Hình, gầm xe có hàng. Cảm ơn. Trên xe có gì vậy? Tôi không biết. Xe này không phải của tôi. Tôi chỉ lái xe thôi. Đứng lại. Đứng lại. Nằm yên. Đi. Dẫn đi. Trở. Chào buổi sáng, bác sĩ Mỹ. Chào buổi sáng, sĩ quan Hình. Vừa xong ca đêm mà. Phải, anh thì sao? Tôi cũng thế. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Tôi ăn xoài, ăn một quả thôi. Lấy cam đi. Cảm ơn. Cảm ơn mẹ Kha ấy. Chủ nhiệm vệ, làm gì thế? Mở siêu thị ở văn phòng mà. Chủ nhiệm vệ, đúng lúc lắm. Trái cây này ngọt lắm. Hương vị chân thành đúng là có khác. Đúng vậy, người nhà ông cụ lần trước mang đến cảm ơn mẹ Kha. May mà mẹ Kha phát hiện bố anh ấy bị da đập ở đầu. Nếu không họ lại tưởng là viêm đường ruột. Đâu có, là do chủ nhiệm vệ dạy giỏi thôi. Tỉ mỉ là tổ chức cơ bản của cấp cứu. Phải nỗ lực hơn. Dân. Ngay ra làm gì? Làm việc đi. Dân. Nghe thấy chưa? Việc tuyệt khen cậu đấy.
Sao tôi không nghe ra nhỉ? Trong giới cấp cứu, không bị mắng tức là khen. Cậu được đánh giá như thế là tốt lắm rồi. Trong thời gian ngắn mà có được câu này, cừ đấy. Bác sĩ Mễ, cô đã đạt được kỷ lục mới của khoa cấp cứu với sự cai trị của Diệt Tuyệt rồi đấy. Được rồi, làm việc đi, đừng khen nữa. Tôi sắp nở lỗ mũi rồi đấy. Tôi ăn cái này thì không cần ăn trưa nữa. Chủ nhiệm về, cô định về à? Chờ tôi chút, ra ngoài nói mấy câu đi. Thế nào? Diệt Tuyệt suy thái như tôi, khiến người ta nghe tiếng tôi đã sợ bất mật à? Không có đâu ạ, mọi người đều kính trọng chị, sợ tôi mà. Chủ nhiệm về, rốt cuộc chị muốn nói gì? Có phải tôi lại làm sai cái gì không? Cô vẫn canh cánh chuyện bị điều đến khoa cấp cứu à? Không có ạ. Nhưng ngày đầu tiên tôi đến, quả thực là không vui. Nhưng đó là gì? Tôi thấy mình có lỗi với chủ nhiệm Thiệu, chứ không phải vì sự khác biệt giữa khoa cấp cứu và khoa ngoại thần kinh đâu ạ. Cô tưởng Thiệu Vũ Hàn cho rằng cô làm sai mới bảo cô đến khoa cấp cứu à? Đúng thế, tôi đã làm sai. Tại sao làm sai lại phải đến khoa cấp cứu? Cô có bao giờ nghĩ đến chưa? Vừa nhìn đã biết là chưa nghĩ đến rồi. Lượng tiếp nhận cấp cứu mỗi ngày của bệnh viện Nhân Tâm là khoảng 1.000 người. Những người không lấy được số khám thường, nhà thuốc không kê đơn, không vào được phòng bệnh, ban ngày không có thời gian khám, đều chen vào khoa cấp cứu. Ở khoa cấp cứu giống như đánh trận, không được ngơi nghỉ, hết sức căng thẳng, còn cả gây sự vô cớ. Những người đầu óc không nhanh nhạy, không biết ứng phó linh hoạt, không ở lại khoa cấp cứu được đâu. Cô nghĩ mình có thể ở lại đây bao lâu?